À, rồi hôm nay đến hẹn lên thì mình chạy chó Phước Sài Gòn sẽ tiêm mũi 5 bệnh cho bầy cho con này. Tách mẹ phải không cô? Dạ tách hay ạ. Ok có màu nhau phải không? Cô làm dấu rồi chứ không quên nha. Rồi. Dạ có tiêm nào chưa? Con lấy cho. Đây, con này bệnh đực đúng không? Rồi. Hình như nó cũng bệnh đực á. Cái A. Ô, con này màu ra sáng luôn này. Đẹp quá. Đây, con đó con cái đúng không con? Con cái được. Đực, con đó đực. Này con cái. Này con cái đúng không? Xoa nhiều quá. Đúng rồi cái. Này hình như cái này con đực nè. Con đực ấy. Con chưa sinh ơi sinh nhỉ. À đẹp quá. Bảng màu đẹp ghê. Này con này cũng thiện này. Con đực đúng không? Con dở rồi còn phải được xoa xoa nhiều con nha. Đây anh em coi. Rồi. Rồi được rồi, mỗi năm bệnh nhân thiện. Đây con này của anh này. À, em mới tiêm phòng tức thì xong. Mình đứng đi dù luôn. Wow, sướng ha. Còn bệnh chích nó luôn đi. Dạ, chích còn bệnh. Sanh trước mà đẻ trước mấy con này. Làm sao? Tiêm xong hết không cô? Xong rồi. 5 mũi hả? Rồi 5 mũi 5 bé. Quá đẹp. Đây, rồi này của anh này đó. Ghê không? Rồi mình qua bên chuồng khác nha. Này, mình tới mới tách nó ra khỏi con này. Van. Thôi. Nó mắc cười lắm. Mẹ nó hơi lợi dành ăn nó ngừ ngừ mẹ nó luôn á. Dạ. Yeah. Tách ra luôn. Con này tách mẹ luôn. Mở anh này. Dạ. Yeah. Nó ăn mạnh à. Dạ, nó ăn được rồi tách mẹ luôn. Con đó con đực hai cái. Con này con của con sách. Được cái. Cái dạ. Hey. Đi vô con. Cào qua mình uống uống tối.